vỏ nồng neo Trung Quốc không quay, hàng Vin Tồn anh em, hàng tồn từ năm 2012 tới giờ nha anh em. Đây tháng 7/2012 tình trạng này nồng đời sơ mi 52 nha anh em, có nghĩa là lỗ 52, lưng ngoài là 56.4. Anh em về có thể lên trái lớn hơn lưng cũng được nha anh em, không cần phải đóng lòng lại. Thì giá một cái vỏ nồng neo Trung Quốc không quay tồn mới này mình bán cho anh em giá là 650 một vỏ nha anh em. Anh em về tự mua tích tông bạc riêng nha anh em. Đó, tình trạng là nồng mới tồn luôn, nguyên bản nha. Lòng này dài 78. Dài 78 nha. Sơ mi 52, lưng ngoài 56.5. Anh em về sổ trái được luôn thoải mái nha. Anh em về gắn được cho tất cả các dòng xe hệ máy quay rim cấp 67 nha. Và cái lòng này được một cái ưu điểm là anh em hạ ngắn xuống 76, 72, 69 luôn vẫn được nha. Trên một cái lòng có thể sử dụng được nhiều dòng xe. Đó, mình hạ nó không bị mắc thịt nha. Vẫn kính rồi ở mặt lóc. Rồi mình bán là 650 một cái vỏ lòng neo Trung Quốc hàng tồn như thế này nha anh em. Đó. 650 một cái nha. Anh em cần alo mình. Bao anh em này thợ test nồng mới nguyên bản 100% chưa qua sử dụng.